Con một chỗ này nhiều quanh tinh chắc là nhiều quý bà con chúng ta ít quan sát là chúng ta sẽ không thấy được cái hiện tượng của nó, tại vì này không phải vườn nào cũng có nha, không phải vườn nào cũng bạn này cũng hiện diện nha. Rồi con thấy nhiều khi nó cây có một cây nó bị vậy rồi mình cũng không quan tâm lắm. Nó ăn cổ rồi. Chào quý bà con thân yêu, ngày hôm nay Oanh có dịp rất là duyên được ghé xong chú Tư, cũng hẹn hai lần hả chú Tư? Hai lần chú Tư. Đặt trước rồi ghé không được. Ông đi Sài Gòn. Thôi đừng quay ổng. Quay ổng là tối nay bà dẹt giỏ kiếm. Nó đùa chứ không phải đâu, ý là chú Tư cũng ngại lên video. Ngày hôm nay thì khi đi kiểm tra vườn với chú thì được sự xin phép của chú thì chú cho phép quay cái trường hợp này. Trường hợp này là nhiều quý bà con chúng ta chưa nhận định đó chú, nên là mình phải cho bà con chúng ta thấy cái trường hợp này, đó là trường hợp cây sầu riêng bị mọc chuỗi. Và đây là một cái con du nhập và thường nó sẽ có trong những cái dạng phân hữu cơ mà chúng ta chưa qua xử lý ở nhiệt độ cao, thì những cái bạn mọc chuỗi này sẽ không có chết mà nó sẽ nằm ủ ở trong phân. Và khi gặp môi trường thuận lợi thế thì bạn này sẽ bắt đầu tấn công vào trong cái vỏ cây của sầu riêng. Nó bắt đầu nó đục vào vỏ cây, nó sẽ để lại một cái lỗ hổng. Và đó chính là lỗ hổng và cái đường dẫn để những cái con nấm Eupithura fusarium nó tấn công vào, nó gây ra hoại tử tế bào da ở bên trong của cây sầu riêng. Và bà con cũng biết là da của cây sầu riêng là một trong, nó sẽ có cái chức năng là vận chuyển chất dinh dưỡng để mà giao thoa và lưu thông ở trong cơ thể cây, giúp cho cơ thể cây phát triển bình thường, thậm chí là phát triển vượt bậc. Mà hiện tại bây giờ làn da ấy đã bị tổn thương giống như bị bỏng như đó và bị hoại tử luôn, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe của cây. Thì hiện tại bây giờ anh Hùng anh đang ngồi, chắc anh quay vô hướng này. Đây là dấu hiệu của những con mọc chuỗi, con mũi. Trời ơi mũi nè bà con, qua trời qua đất, mũi nhà bắt Tư, chú Tư bự dữ trời. Đây này là những cái dấu hiệu là cái con mọc chuỗi xâm nhập vô nè, ở dưới này nữa nè, này là dấu mới nè, anh thấy không? Ở bên đây là cũng là dấu mới nè. Chú Tư hồi ra xử lý cái này dùng pha thuốc làm liền để nó xâm nhập vô sâu á, tại hồi nãy con nhìn xa bên kia là con thấy cái mé cái nhánh bên này nè là cái bộ lá nó khác, còn bên đây nó khác, nó ở cây này bệnh nè, rồi mới quay qua là thấy nó một chuỗi. Tức là mình biểu hiện lá nó sụ, nó buồn hay sao anh Hùng? Cái màu lá nó khác, nó buồn hơn của mấy bên kia, bên đây, mấy bên đây thì nó đi đọt nè, còn mấy bên đây thì nó ra yếu mà cái lá nó màu nó khác. Nó rụng cái mấy cái đọt non hết trơn, còn phía bên cùng một cây, hai phía bị bệnh đó thì nó lại bị rụng lá, nó bị buồn, còn phía còn lại thì nó phát triển tốt. Tại nó em đã thấy phần này nó xâm nhập vô nè, lúc đầu cho nó tập trung chất dinh dưỡng lên không được. Chú có cái dao không chú? Mà đây vô lấy cái dao chắc cũng ra, chắc cũng hơi xa hả? Mình cạo cái này khửi nó ra hết thì bắt đầu mình pha si ấu giáp rồi thận sống với thuốc sâu. Mình thuốc sâu khoan, mình bâu lại đi, đục thân. Rồi bây giờ chú đã cho mượn cái dao rồi, giờ phải lọc, lọc ra cho chú coi. Chú không coi hả chú? Hồi chú coi chú thấy chú làm cái gì đó. Chú đứng sau đi, con không quay chú đâu. Tức là cái này hôm trước là có làm cho quý bà con chúng ta xem rồi, ở cái vườn của anh Sáu thì nó làm hoại tử cái lớp da và làm cho, và biểu hiện là gì? Bà con thấy cái biểu hiện cây hồi nãy bên nào, cái phần da bên nào bị á, là nó đỏ, lá nó sẽ bị bệnh ha. Mình còn... thấy là mình phải khui ra hết, chứ mình để cái da như vậy nè, cái bắt đầu từ từ nó mục nó ngoại tử á, cái vi nóng nó xâm nhập vô, nó càng ngày nó càng quay nặng. Mình môi ra vậy hết, xong rồi mình đắp thuốc nó sẽ liền da lại. Này có cái dao ghép cây á, sẽ ngon, mỏ cứng. Có không? Có nó không? Cái bạn này là một cái loại con du nhập nha bà con nha. Và nó khi mà nó tấn công rồi thì nó sẽ đẻ trứng. Và cái đường tròn, cái đường dẫn đó nó sẽ dẫn nấm vào và nó làm hại tử cái da. Có không? Có hả? Chưa, từ từ kiếm. Kiếm con 100.000 nậu chơi thôi. Con nhiều. Trăm đi.
Kìa nó chạy kia kìa, em ngồi đây em còn thấy nè. Không, cái đó không phải. Cái vết này nó khô rồi. Nửa con là không tính nha. Vết này nó khô rồi. Cái con một chuỗi này nó có khả năng đẻ trứng nha quý bà con nha. Và đẻ trứng là nó sẽ nở ra đó. Để quanh về quanh quan sát coi nó trải qua mấy cái hình thái, rồi quanh sẽ chia sẻ cụ thể với bà con chúng ta. Tuy nhiên là về cái tác hại của nó thì bà con cũng thấy rồi đó. Nó làm dẫn nấm vào, làm hoại tử cái da của cây sầu riêng. Nó làm cho cái việc vận chuyển dinh dưỡng trở nên bị cục bộ, không có vận chuyển chất dinh dưỡng được. Và khi không vận chuyển chất dinh dưỡng được thì là chúng ta sẽ bị cái gì ạ? Thì nó sẽ bị cái việc là cái cành lá nó bị thiếu dinh dưỡng và nó rụng luôn cái đọt luôn. Còn cái bên mà chưa bị thì cây vẫn, cùng một cây bên chưa bị thì cây vẫn xung xuê. Và cũng không có một cái lời giải nào ở đây. Và nếu bên này bị thì bên kia không bị hết. Nó sẽ lây lan và nó truyền cây. Trước hết nó sẽ làm chết một cái nhánh ở phía bên bị đã. Rồi cái bên còn lại nó sẽ truyền từ qua và từ từ sẽ làm chết cây. Tại vì khi nó chết không phải là do một chuỗi đục không, mà là do nấm nó sẽ tấn công. Và nấm thì khả năng lây lan của nó gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nó làm cái đường dẫn cho cái con quy nấm tấn công thôi. Ừ. Còn nó ăn là nó ăn cái tế bào ở trong. Lõi bên trong. Lõi cái lõi bên trong. Dụ như nó tạo như là cái nơi trú ẩn vậy đó. Ừ. Nó ăn vô da, nó ăn vô trong rồi mình đâu có bắt được nó. Này nó chấm còn mới, nó còn nhỏ hơn rất là nhiều. Này nếu có thời gian là quý bà con chúng ta sử dụng một cái dao có cái mũi nhọn á, chúng ta cạo hết da tới phần trắng luôn, tới phần trắng luôn nha, cạo hết da tới phần trắng luôn và cạo luôn cái lõi mà nâu nâu là cạo hết luôn nha bà con nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vệ sinh quét thuốc vào. Cái này mình còn ấy được, quét thuốc được, đừng có cạo ra nó xi cây. Không, em nói khúc trên kìa. Còn này được trên. Em nói khúc trên nè à. Khúc này là phải cạo hết ra nè. Cho nó mau kéo mặt. Liền da lại. Liền da lại. Mình cạo ra như vậy nè. Cái nó ăn những cái lỗ lâm nhâm này nè. Rồi là mình quét thuốc, nó thấm vô nó mới chết. Nó chết, nó ngồi, nó ngọt đó chứ. Nó lòi ra. Nó chết là nó lòi cái đít ra. Nó nung ra cái đít ra, mười mốt mình thấy nó lòi ra cái lòi. Mà thấy nè. Mà mình là đặc biệt nó chết luôn cái trứng luôn, để nó không có nhân sinh nữa. Con một chuỗi này nhiều quanh tinh chắc là nhiều quý bà con chúng ta ít quan sát là chúng ta sẽ không thấy được cái hiện tượng của nó. Tại vì này không phải vườn nào cũng có nha, không phải vườn nào cũng bạn này cũng hiện diện nha. Rồi bà con thấy nhiều khi nó cây, có một cây nó bị vậy rồi mình cũng không quan tâm lắm. Nó ăn cổ bắt đầu nó cũng xì mũ ra, cũng như cái bệnh xì mũ. Ừ. Mình cứ mình để gì cái mình quét thuốc vô mình trị bệnh. Ừ. Nhưng mà nó đâu phải là bệnh xì mũ. Nó ăn nó gọi nó xì, nó tươm nước ra. Kiểu như rồi. Mấy cái cây bị nặng á chú Tư là khi mà sờ vô á là nước nó nhấn gì nữa nè, nó quậy tự quá nhấn gì vô cái ngay chỗ cái lỗ đó nó xì nước ra. Cái mình tưởng chắc là cây già nó dễ bị. Cây tơ bị luôn. Cây tơ cũng bị luôn, tụi con xử lý một vườn tơ nó cũng bị chang vậy luôn. Bắt khui ra một cái quá tệ trống. Ừ, cái cây hôm bữa phải không? Cái cây mà đầu tiên mình khui á. Khui mà lúc đó khui có anh Trưa anh Sáu, trời ơi khui ra cái 4-5 con nằm trong. Ừ. Quan trọng là nó có nhân sản, như có sản sinh sản nên là khá là nguy hiểm. Vậy cái này khi mà vệ sinh mình cho bà con chúng ta xem vậy đi, tại vì cũng hơi chịu, không có thời gian mình kiểm tra cây khác. Nhưng mà anh Hùng chia sẻ cho quý bà con là khi mà chúng ta vệ sinh sao rồi mình xử lý như sao luôn á anh. Mình thấy nó xong, nếu mà nặng vệ sinh sạch sẽ như vậy ha. Còn những cái dấu xâm nhập là nó mới vừa xâm nhập vô nè, nó có những cái đường kim này nè, thì nó nằm ở trong này mình quét thuốc vô cho nó chết. Ừ. Chứ mình đừng có nên cạo da hết da nó. Nói chung da không bị hoại tử là không nên cạo. Ừ. Không bị hoại tử thì mình không cạo, nếu mình cạo thì là mất sức cái cây lắm. Ừ. Mình chỉ nó mình theo cái dấu của nó là nó cái lỗ kim nó tới đâu. Đó, thì mình pha thuốc cho mình quét tới đó. Dạ. Mình quét luôn ở ngoài. Mình pha thuốc gì? Mình pha là cái thầy siêu giáp với thầy thần sấm cộng thêm sâu rầy. Ừ. Để sâu rầy thì diệt.
việc cái con một chuỗi, còn cái thần sống với thần siêu giáp á, nó làm cho vết bệnh mình nó khô mau liền vết bệnh. Và mình pha ở cái dạng cô đặc đúng không? Dạng cô đặc mình pha như 10cc, cái này siêu giáp thì pha 50cc, còn thằng thần sống á, thì mình pha theo cái nắp đó, nó là như là nhớ là 40. Còn thuốc sâu rầy thì mình pha 10cc hoặc 20cc, mình pha thêm khoảng 40-50cc nước để cho nó thấm, cho nó thấm, nó không cô đặc quá, nó nhưng không mà nó không loãng quá, nó không loãng quá, để nồng độ nó pha không... nó sành sạch, nó có nước để cho cái nước nó rút vô nhanh hơn. Dạ đúng rồi, hôm trước mình quét là thấy nó rút vô, rút vô. Những cái vết này nè anh Hùng chỉ cho quý bà con kỹ luôn. Như những cái vết này nó thì nó bị ngoại tử rồi, thì mình gọc làm sao á cho vô tới cái nền xương trắng đó, trắng như thế này đó, bắt đầu mình quét thuốc cho nó mau kéo liền da hơn, cho vết bệnh á, cho cái vết bệnh nó cái vết bệnh nó đi tới đâu thì mình gọc cho vết bệnh nó đi tới đó, tức là mình gọc tới cái lớp da trắng luôn, tức và bỏ những cái lớp màu đen 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 trên thân bỏ luôn hết đúng hết những lớp màu đen toàn bộ cây mình luôn đúng không? Cái này chắc phải nhờ mấy bạn làm á chú Tư, để thôi nó lay nha chú Tư. Đó, phải tới xương như vậy đó bà con, rọc ra bỏ hết vậy. Rồi sau đó chúng ta cũng quét cái thuốc hỗn hợp thuốc bệnh hồi nãy gồm là thuốc sâu nè, rồi thần sấm và siêu giáp. Thần sấm và siêu giáp là vai trò là tiêu diệt nấm khuẩn. Tiêu diệt nấm khuẩn, dạ, bảo vệ cây. Tại vì thần sấm và siêu giáp nó có cái tính lưu dẫn hai chiều nha bà con nha, và nó có tính lưu dẫn sâu, nên là cái khả năng bạn này vừa tiêu diệt và vừa bảo vệ cây luôn. Còn cái bạn thuốc sâu á, thì nó sẽ có tác dụng là tập trung và tiêu diệt làm ngợp, làm ngợp cái con mọc chuỗi của chúng ta để nó lòi cái đít nó ra. Nếu đang trú ẩn trong kia thì nó chết. Ông không mở nó lòi đít ra nhìn thấy cưng lắm. Bắt con 100.000. Đó, bà con lưu ý giùm Hoàng Anh nhé. Đây là một cái video mà Quỳnh thấy rất là thực tế để quý bà con chúng ta cần phải có một cái nhận định rõ ràng hơn. Khi thấy cái cây của mình nè, đây, anh né chú Tư ra, đừng quay chú Tư nha. Đừng quay đến chú Tư vô. Anh thấy bà con sẽ thấy như vậy nè. Cái khu gì nè. Đây. Cái lá bên này bà con thấy là cây nó rất là ể ải, đọt non, đồ này kia nó không ra được, và lá đồ nó già, nó rụng hết trơn. Bà con nhìn thấy biểu hiện của phần bên này, lá gọi là te tua luôn ha. Còn cái biểu hiện bên này là bà con thấy là chồi lá xum xuê nè. Đó, chồi lá xum xuê hết trơn luôn. Thì bà con thấy rõ ràng là trên cùng một cây mà hai cái biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Thì bà con phải tìm nguyên nhân. Và nguyên nhân thì chúng ta phải biết có những cái nguyên nhân nào. Thứ nhất là có thể là do nấm khuẩn, có thể do tiếng trùng nằm ở dưới đất nó đang tác động vô, thì chúng ta coi cái biểu hiện của lá. Nếu biểu hiện của lá thì nó vẫn giống như cái biểu hiện bên kia, chỉ có là nó rụng đi những cái lá già thôi, mà nó không có biểu hiện lon xanh lon vàng giống như những cái khác mà quanh đã quay á, thì bà con biết loại trừ cái nguyên nhân là do tiếng trùng liền. Nhưng mà cái vườn của chú Tư thì cũng đã cứ thần sấm khá là hai lần rồi để mà ngăn ngừa tiếng trùng rồi, tại vì vườn này khá là rộng rạp nên chú cũng biết cái tác nhân đó, chú đã loại trừ trước rồi. Thì bây giờ sẽ còn thêm một cái nguyên nhân nữa, đó là do côn trùng tấn công. Thì trên sầu riêng thì có thể là do sâu đục thân, hoặc có thể là do một cái con rất là lạ, đó là con sén tóc. Thì con sén tóc khi bà con chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là nó có những cái lỗ nhỏ giống như lỗ mọt vậy đó. À xin lỗi, con mọt chuỗi, nó có những cái lỗ nhỏ giống như cái lỗ mọt hồi xưa đó. Nếu bà con hồi xưa từng mà đi chân đất và ở nhà đất, cũng như là ở trên gần những cái chuồng heo giống như Hoàng Anh, thì chắc là bà con chúng ta sẽ hiểu được cái điều anh vừa chia sẻ. Đó là những con mọt chuỗi này thường thường nó sẽ sống dựa vào những cái nơi mà nó hơi có chẳng hạn như phân đồ này kia đó, thì nó sẽ có ở trong đó, và khi mà gặp điều kiện thuận lợi nó sẽ tấn công vào những cái vật chủ khác an toàn hơn, là nơi trú ẩn tốt hơn, và là một cái nơi là để đục khoét nhiều hơn. Nó thích tấn công vào gỗ nè, tấn công vào những cái nhóm tre đồ này kia nè. Thì bây giờ nếu trong vườn chúng ta thì nó sẽ tập trung vào thân, và trước khi qua lớp thân thì nó phải đục qua lớp da, và khi nó đục như vậy thì nó sẽ để lại một cái đường dẫn vườn hồng đã mở và mời nấm vào đó. Thì là nấm vào, nấm khuẩn nó vào, nó sẽ làm hoại tử cái da của cái cây chúng ta, và nó sẽ bắt đầu lây lan ra toàn cái cây. Trước hết là sẽ làm cái nhánh khu của cái phía bên đó bị chết, và sau đó là nó sẽ làm chết cây, thậm chí nó sẽ làm chết luôn những cây bên cạnh nếu chúng ta không phát hiện sớm. Và phương pháp giải cứu là gì? Giải cứu là chúng ta vệ sinh cái vết đó, nếu mà bị hoại tử vệ sinh hết cái lớp đen bị hoại tử, và sau đó chúng ta quét một cái hỗn hợp gồm thuốc trừ sâu, siêu giáp và sần sắm ở cái dạng
là đậm đặc nhưng mà nó hơi loãng xíu để nó dễ thấm vào bên trong ha, thì bà con chúng ta sẽ diệt trừ nó, tiêu diệt nó, tiêu diệt con một chuỗi nhờ thuốc sâu, thuốc trừ sâu. Còn cái bạn nấm khuẩn thì sẽ được tiêu diệt và bảo vệ bởi siêu giáp và thần sấm nha bà con nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều và Quanh cũng rất là biết ơn chú Tư ngày hôm nay đã cho phép Quanh có micro nha anh Hùng nha, có micro tắt chưa. Cảm ơn chú Tư đã cho phép Hoàng Anh được thực hiện video này ở cái vùng miền của quốc lộ 20 là miền Đông hả anh? Là miền Đông. Cái vùng miền Đông, ở miền Đông cũng có một chuỗi luôn, thì bà con chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn về vấn đề này để chúng ta thường xuyên đi tìm hiểu và tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ để chúng ta loại trừ nha bà con nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa và chúng ta cùng nhau nhìn lại cái vết nám này đi để chúng ta có một cái ấn tượng sâu sắc về cái tác hại của con một chuỗi gây ra. Nấm nè, nấm tấn công nè, nấm tấn công vào, và những cái lỗ này chính là cái nơi trú ẩn của những con một chuỗi nè bà con nhé. Lưu ý giùm Hoàng Anh nha. Cảm ơn quý bà con một lần nữa, cảm ơn chú Tư và cảm ơn đội ngũ kỹ thuật đã giúp Hoàng Anh thực hiện một cái video rất là ý nghĩa này để cảnh báo cho một số quý bà con chúng ta chưa có hiểu về cây con một chuỗi, và rất là mong là nó sẽ hữu ích đến quý bà con của chúng ta. Như vậy thì Quanh xin phép chào quý bà con chúng ta ở đây và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nha. Bye bye.